Brand New Day. Hãy ghi danh với Brand New Day Savings Plan, chương trình hoàn trả 150 đồng cho Part B mỗi tháng và nhiều quyền lợi khác, 125 đồng copay cho 5 ngày ở bệnh viện, không cần phải trả tiền sau 5 ngày cho tới 90 ngày, không cần phải trả tiền hàng tháng, khấu trừ copay cho dịch vụ chẩn đoán, xét nghiệm và thử máu, không cần phải trả tiền cho bác sĩ gia đình, 10 đồng copay cho bác sĩ chuyên khoa, không cần phải trả tiền cho dịch vụ cấp cứu, không cần phải trả tiền cho thuốc cấp 1, 1.000 đồng cho dịch vụ thính giác mỗi năm, 300 đồng cho thuốc không kê đơn mỗi năm, 150 đồng cho dịch vụ nhãn khoa cho gọc và tròng kính mỗi năm, không cần phải trả tiền cho dịch vụ tập thể dục, châm cứu và chỉnh xương, 35 đồng cho copay vật lý trị liệu và không cần phải trả tiền cho hệ thống cấp cứu. Xin quý vị hãy liên lạc với anh Thông Trần và Tina Nguyễn để tham khảo. Số phone của anh Thông Trần là 714-322-6367. Tina Nguyễn 714-659-5959.